Tôi nói cậu biết Mã Lương, Diệp Mạn Lan là của tôi. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tôi cũng sẽ không buông tay để cậu với Diệp Mạn Lan sống ngày tháng yên bình. Hơn nữa, giờ tôi có thể nói cho cậu biết, cậu không chơi nổi đâu. Nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu rời khỏi Diệp Mạn Lan, không thể nào. Đừng có tốn nước bọt nữa. Giỏi thì ra tay đi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi anh đó. Giám đốc Bạch sẽ không lâu đâu. Bạch Cương gọi. Nhảy được đó. Hay, ngầu quá. Dừng lại, tắt nhạc đi. Chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại tới đây? Sao vậy cảnh sát Trần? Chúng tôi nhận được cảnh báo, dân vật bị đánh cắp được tìm thấy tại địa điểm biểu diễn. Không thể nào được. Đi theo tôi sau hậu đài. Các vị, thật ngại quá. Chúng là có chút hiểu lầm, tôi đi xử lý một chút. Buổi diễn lát nữa sẽ tiếp tục. Trần Kiếm Dân, có việc gì sao? Chúng tôi nhận được báo cáo, nghi ngờ ở đây có dân vật bị đánh cắp. Tất cả mọi người đứng im, chúng tôi phải lục soát. Cảnh sát Trần, chúng tôi đang biểu diễn. Có thể đợi biểu diễn xong rồi mới lục soát không? Xin lỗi, chúng tôi đang chấp hành công vụ. Mong anh phối hợp. Anh tới gây sự gì vậy? Đây là túi của ai? Đây là của Tiểu Trang. Cô nói cái gì? Tôi nói hôm nay thời tiết không tồi. Cảnh sát Trần, diễn viên của tôi tuyệt đối không làm chuyện này. Trong đại chắc chắn có hiểu lầm. Nếu chúng tôi bị diễn xong, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra với các anh được không? Hiện tại soát được dân vật bị đánh cắp ở trong ba lô số 11. Ai là số 11? Là ai? Không ai thừa nhận phải không? Vậy thì đưa tất cả đi. Đừng gây sự nữa được không? Tôi là số 11. Tiểu Sương, cậu làm gì vậy? Tiểu Sương, làm gì vậy? Dẫn đi. Tiểu Sương, cảnh sát Trần. Vậy người không sao chứ? Biết rồi. Anh phải bình tĩnh. Bây giờ là trụ cột của công ty rồi. Nhất định phải giữ vững. Có chuyện gì chúng ta lập tức liên lạc. Em không sao. Anh yên tâm đi. Gặp được Mã Lương, cứ nói em bận mấy ngày rồi sẽ về. Anh cũng bảo trọng. Tạm biệt. Bạn Lan, bên Phúc Châu thế nào rồi? Rất tốt, buổi biểu diễn của họ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vừa mới ký được một hợp đồng tài trợ 5 triệu tệ. Tốt. Được. Thằng bé Mã Lương không tồi. Con gọi điện cho cậu ấy. Bà nói chuyện với cậu ấy mấy câu. Bây giờ sao? Sao vậy? Sợ bà mắng cậu ấy à? Không nghe. Chắc là tối qua tăng ca, vậy nên giờ đang ngủ bù. Cứ ngày đêm lẫn lộn như vậy suốt. Dạ. Như vậy là do con lơ là công việc rồi. Mau chóng thay đổi đi. Đừng tưởng là tuổi trẻ có thể chịu được. Đợi có tuổi rồi sẽ biết hậu quả thôi. Con biết rồi, là do con sai. Nhưng mà tiểu tử đó thích thể hiện. Căn bản là không chịu bị quản lý. Bà, lần sau con sẽ dẫn cậu ấy tới. Ba tự mình giáo huấn cậu ấy. Ba không có sức quản chuyện của con. Các con đều trưởng thành rồi, biết bản thân nên đi con đường nào. Nhưng mà ba vẫn luôn coi các con như lũ trẻ.
là ba nên dịch các con mà kiểm điểm lại. Được rồi, được rồi. Ba đã kiểm điểm mấy lần rồi. Tự cho rằng cũng coi như là lão giang hồ rồi. Thật không ngờ lại bãi dưới tay một người trẻ tuổi. Biết người biết mặt, không biết lòng. Ba con có thể khởi nghiệp khó khăn không là gì, nhưng lăn lộn giang hồ thì đúng không phải là đối thủ của Bạch Cương. Giờ chúng ta biết cách làm người của anh ta thì đều muộn rồi. Loại người này sau này chúng ta đừng dây dưa nữa. Con sẽ không để họ được lời như vậy. Ba sợ nhất là con sẽ nghĩ như vậy. Bỏ đi bạn Lăng, chúng ta sau này hãy tự tìm nguyên nhân từ chính mình đi. Ba yên tâm đi. Ba bây giờ chỉ cần lo giữ sức khỏe, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa được không? Con đi làm thủ tục ra viện đây. Giờ ba nghỉ ngơi trước đi. Thế nào rồi? Mọi người ký tên đi. Được rồi, xong rồi, về trước đi. Cảm ơn gây phiền phức cho các anh rồi, không có gì. Trần Kiến Dân, cái gì gọi là về trước đi? Khi nào thì Tiểu Xuân được thả? Chuyện này là sao? Vấn đề của Tiểu Xuân khá nghiêm trọng, cần phải tạm giữ. Bước tiếp theo phải đợi kết quả điều tra. Anh nói nhẹ nhàng quá. Vậy buổi biểu diễn của chúng tôi phải làm sao? Khoảng dây phải làm sao? Bạn đừng, cậu hét vào mặt tôi thì có tác dụng gì? Ta nhìn tìm thấy trong ba lô cậu ta. Cậu bảo tôi phải làm sao? Đi đi, đừng ở đây gây sự nữa. Này, Mã Lương, được rồi, bình tĩnh đi. Quay về rồi nói tiếp. Mỹ Lợi đi thôi, về nhà rồi nói. Đi. Lái Dinh. Này, mấy người chưa tỉnh ngủ hay sao? Có thể dậy ra hồn được không? Thế nào rồi? Trước mắt xem ra chưa đủ chứng cứ. Chứng cứ gì chứ? Bọn họ căn bản là đâu có chứng cứ. Đã thẩm vấn mấy lần rồi, Tiểu Xuân đều không nhận. Vậy rốt cuộc kết quả thế nào? Tiểu Xuân sẽ ra sao? Tôi nghe luật sư Dương nói khả năng bị truy tố không cao, nhưng muốn làm hết thủ tục thì cần thời gian 1-2 tháng. 1-2 tháng. Sao hôm nay có vài người vậy? Cảnh sát tới điều tra vài lần. Mọi người đều lo sợ. Tiểu Xuân lại không có ở đây. Rất nhiều người đều không có tâm trạng. Tiếp theo chúng ta phải bàn bạc. Bước tiếp theo rốt cuộc nên làm gì? Giám đốc Trương hiện tại đang đồn hỏi liên tục giúp chúng ta hồi phục biểu diễn. Nếu hôm nay chúng ta vẫn không biểu diễn, 5 triệu tệ tiền tài trợ của chúng ta sẽ thành bong bóng. Phải rồi, cậu nhìn xem. Các phương tiện truyền thông đã chỉ trích chúng ta rồi. Tôi mặc kệ. Bất luận thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải hồi phục biểu diễn. Chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý. Chào anh. Chào anh, chào cậu. Tôi tới thăm mọi người. Mấy hôm nay vẫn ổn chứ? Gây phiền phức cho anh rồi. Chương trình hay như vậy lại xảy ra chuyện thế này. Bây giờ mọi ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào đây. Là bài học đó. Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ rút ra bài học. Áp lực của tôi mấy hôm nay cũng rất lớn. Lãnh đạo bên trên đã biết chuyện này thông qua báo đài rồi. Họ nói chúng ta là đơn vị cửa sổ văn minh. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Giờ biết ăn nói thế nào với khán giả? Tôi bàn bạc với mọi người. Buổi biểu diễn của các cậu thôi tạm thời dừng một khoảng thời gian. Đợi mọi chuyện lắng lại rồi tiếp tục. Chủ nhiệm Lý, tôi lấy nhân cách đảm bảo Tiểu Xuân tuyệt đối không ăn trộm gian dật. Trong này chắc chắn có hiểu lầm. Không loại trừ có người cố ý vu oan giá họa. Được, thời gian này các cậu điều chỉnh lại. Phải luyện tập thay đổi đừng có gay gắt quá. Tôi còn một cuộc họp, tôi đi trước đây. Cảm ơn anh. Đi thông thả. Mình
Mấy người chúng ta bàn bạc một chút, có thể cho chúng tôi về trước được không? Ai cũng không được đi. Tiền công khoảng thời gian qua các anh xem, tôi nói rồi không ai được đi hết. Cậu thấy không hiểu sao? Thôi đi bà Lương, cứ để họ đi. Tiền công lát nữa sẽ thanh toán cho mọi người. Các vị thật xin lỗi, là do chúng tôi quản lý không tốt, phụ lại sự nhiệt tình của các bạn. Nhưng mà mấy ngày này sự hợp tác của chúng ta vẫn rất vui vẻ. Nếu có một ngày sân khấu của chúng tôi có thể dựng lại, tôi hy vọng có cơ hội tiếp tục hợp tác với mọi người. Được rồi, cảm ơn mọi người. Được rồi, vậy chúng tôi về đây. Những người gì vậy? Không có. Tôi cảm thấy chuyện này có hơi làm lớn chuyện rồi. Cậu cảm thấy lớn sao? Lớn, người cũng bị bắt đi rồi. Hơn nữa là do tôi làm. Giám đốc Bạch làm loại chuyện này, trong lòng anh không có chút khó chịu nào sao? Anh không cảm thấy khó chịu thật sao? Có chứ. Đúng không? Tôi cảm thấy là không bắt hết bọn họ lại nên cảm thấy khó chịu quá. Có phải đó là kiểu khó chịu mà cậu nói không? Có phải ý của tôi là chúng ta đừng có làm nữa. Cậu nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Giám đốc Bạch, anh nghe tôi giải thích. Nói đi. Giám đốc Bạch là như vậy. Mã Lương, Nguyên Dinh, còn cả Tiểu Xuân, họ bị bắt ngay trước mắt tôi. Trong lòng tôi có chút không chịu được. Dù sao họ cũng là người xung quanh tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Vậy như vậy, không làm nữa. Thật tốt quá. Không làm nữa, cảm ơn giám đốc Bạch. Cảm ơn. Cậu trả lại 500.000 tệ kia cho tôi trước. Đã nghe thấy chưa? Trả 500.000 tệ lại cho tôi. Vậy anh cho tôi chút thời gian. Đỗ Kinh Ngôn, cậu có bị ngốc không? Không đúng, cậu đang giả vờ ngốc với tôi. Cậu trả tôi 500.000 tệ kiểu gì? Cậu đi đâu lấy được 500.000 tệ? Cho dù cậu thật sự có 500.000 tệ, lấy nó đi làm gì mà không được? Cậu có thể dùng nó để thực hiện lý tưởng của cậu. Cậu có còn nhớ lý tưởng của cậu không? Có còn nhớ lý tưởng của cậu là gì không? Mở bảo tàng của riêng mình. Đúng. Cậu đang giúp tôi thực hiện lý tưởng của tôi. Tôi cũng giúp cậu y như vậy. Cậu giúp tôi đồng nghĩa là đang giúp chính mình. Giờ cậu đang làm gì? Giờ cậu đang giả vờ cao thượng với tôi. Đã nghe thấy chưa? Kinh Ngôn, cậu nhìn con chim kia. Cậu xem, bay cao biết bao. Kinh Ngôn, con người ấy phải đi tới chỗ cao. Đường đời phải đi thế nào? Quan toàn do bản thân quyết định. Tuyệt đối đừng vì hồ đồ nhất thời từ bỏ cơ hội lớn để thực hiện lý tưởng. Hiểu không? Hiểu rồi. Cậu hiểu là tốt. Giám đốc Bạch, vậy tôi đi trước đây. Có chuyện gì tôi lại gọi cho anh. Này, anh đang nhìn gì vậy? Cô nhìn xem đó là gì? Mây, trời xanh, lán thiên, ngọc hải, một con chim. Anh tiểu mã lộ hồ bên lên mây rồi à? Giờ cảm ơn anh. Bây giờ mỗi tháng trả nợ 600.000 tệ, chính là thanh kiếm đang chỉ lên đầu chúng ta. Chỉ có mỗi tháng doanh thu vượt qua con số đó thì chúng ta mới có cách để sinh tồn. Cậu đừng dọa mọi người nữa. Chuyện này rồi cũng có thể giải quyết được thôi. Đừng để chuyện trả nợ ảnh hưởng tới quyết sách của công ty. Đừng nói mấy lời dễ nghe nữa, ông anh. Anh hỏi mỗi người đang ngồi ở đây xem, nếu ngôi nhà này không thể giữ được, ai còn mặt mũi lại đây nữa? Vì vậy, tôi cho rằng cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là sáng tạo ra sản phẩm có sức bán hơn.
không cần dựa vào sân khấu biểu diễn cũng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường. Vậy chiếm lĩnh thị trường thế nào? Dựa vào sức mạnh của chúng ta tiếp thị chủ đề. Tức là sao? Đợi đây. Làm gì vậy? Đợi nha. Cái gì? Cái này là thiết kế gần đây của tôi. Thượng hạng xương thu bằng các gỗ thu nhỏ. Tránh ra. Ý là sao? Cái này trên thực tế chính là bản thân gỗ thu nhỏ của phường Hạng Xuân Thu. Nó được tạo thành từ 28 các chi tiết nhỏ khác nhau, có thể dựa theo ảnh để hồi phục nguyên dạng, cũng có thể dựa theo sở thích bản thân tự do lắp ráp, xây dựng lên kiến trúc cổ đại lý tưởng trong lòng. Hay đó, có chút thú vị. Phường Hạng Xuân Thu luôn là chủ đề nóng trên báo chí và xã hội. Chỉ cần đợi bản phục chế xuân phường của sư phụ tôi xong, chúng ta phối hợp thêm một vài hoạt động. Tới lúc đó có thể tạo nhiệt cho phường Hạng Xuân Thu. Đây chính là sáng tạo đáng tiền của tôi. Đó gọi là tiếp thị chủ đề. Cảm ơn các vị. Không tồi đó. Cái có vẻ đúng là không tồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy cụ thể hóa chi phí vật liệu. Nào, Tiểu Mỹ, máy tính. Cái này không tồi. Vậy em nói xem phường làm việc của chúng ta có thể sản xuất được không? Vấn đề này không phải chúng ta từng thảo luận rồi sao? Máy móc bây giờ gần như thứ gì cũng có thể làm được. Nhưng mà em chỉ muốn sản xuất những thứ máy móc không làm ra được. Được. Vậy anh vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ. Gì vậy? Làm tổng giám sát sản phẩm cho bọn anh, giúp bọn anh đảm bảo chất lượng. Điều này không thành vấn đề. Anh đừng đặt cái danh tổng giám sát gì cả. Em liên hệ nhà xưởng giúp anh. Việc này em quen thuộc. Tới lúc đó chịu khó chạy vài chuyến là được. Cảm ơn. Khối xây dựng khắc gỗ phường Hạng Xuân Thu đã bắt đầu rồi, nhưng mà nó sẽ chậm hơn một chút so với tiến độ ban đầu. Khả năng phải mất một tuần mới xuất hàng được. Đợi khi thuần thục thì chắc sẽ nhanh hơn. Tốt quá rồi. Vậy chuyện trả nợ thế nào? Thực ra vẫn rất căng, nhưng mà tháng này thì vẫn được. Tháng sau thì phải xem tình hình bán hàng thực tế. Tiếc là em không giúp được anh điều gì. Ý em là sao? Bình thường đi theo em, yêu chiều em. Em tưởng mình thật sự là lão đại ấy à? Là anh không giúp được em mới đúng. Thật sự là ngại quá. Ba em bệnh như vậy cũng không qua thăm được. Ba, sao ba lại dậy rồi? Không phải bác sĩ nói bảo ba ít đi lại thôi sao? Ba dậy đi vệ sinh. Con vẫn chưa ngủ à? Mã Lương. Mã Lương. Chào bác. Cậu vẫn ngày ngày thức đêm sao? Không sao. Bác cảm thấy đã khỏe hơn chưa? Khỏe hơn nhiều rồi. Thực sự xin lỗi, thời gian này cháu bận quá, không qua thăm bác được. Tôi biết cậu có nguyên nhân đặc biệt. Không sao, có lòng là được rồi. Cậu cũng đừng áp lực quá lớn. Mọi việc tùy duyên là được. Cháu biết rồi. Bạn Lăng à, ba vừa hay có mấy câu muốn nói với hai đứa. Ba chuẩn bị về nhà ở quê một thời gian, điều dưỡng lại. Dạ được. Dưới quê không khí trong lành, con cũng đang nghĩ như vậy. Con đi cùng ba. Không cần có gì Trương chăm sóc ba là được. Con nhiều việc như vậy. Ba nói như vậy nữa, là con giận ba đó. Con không phải con gái của ba sao? Bác à, bác đừng có nói như vậy. Bác cứ để Mạn Lăng ở bên cạnh nhiều hơn đi. Để cháu bận xong đợt này, cháu cũng qua đó thăm bác được không? Được. À còn việc này nữa, ba nghĩ rất lâu rồi. Là chuyện của xưởng in ấn và nhà máy giấy. Ba định xin phá sản. Cũng may hai nhà máy không nợ nần gì. Hiện tại đóng cửa cũng dễ ăn nói với người làm công. Không được ba. Không thể xin phá sản được. Đó là cơ nghiệp cuối cùng ba vất vả làm ra. Không sao đâu. Đến cái tuổi như ba, các con sẽ phát hiện ra danh tiếng và lợi nhuận mà trước đây vất vả theo đuổi còn rất nhiều thứ khác. Thực ra chỉ là phù hoa. Phù hoa mà không quan trọng.
有就有，没有就没有，không có thì không có thôi. Quan trọng nhất là chúng ta có thể ở bên nhau, người thân, tình bạn, chín chín hữu chín. Quan trọng phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, khiến trái tim cảm thấy ấm áp, giống như là bây giờ vậy. Mã Lương, các con ở bên nhau nhất định phải hạnh phúc, dựa vào nhau, cho bác yên tâm. Cháu biết rồi, bác muốn nói gì cháu đều biết. Bác yên tâm đi, chúng cháu sẽ rất hạnh phúc. Đây là thứ gì vậy? Ghép hình thông minh phường Hạng Xuân Thu. Tôi phát hiện cái đầu của cậu thật đúng là biết dùng. Mã Lương hả? Là của cậu ấy. Tên Mã Lương này cũng thú vị thật. Hay đó. Thứ này bán ra chắc không tồi. Đúng vậy, hôm đó nửa ngày đã bán hết rồi. Doanh số ngày hôm đó là hơn 30.000 tệ. Nếu vậy thì rất nhanh có thể trả nợ rồi. Cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh à? Giám đốc Bạch à, hay là anh cho thêm 500.000 tệ nữa? Để làm gì? Lại cho họ một món quà lớn nữa. Món quà lớn. Khinh Ngôn, tôi là người nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Tôi tin cậu, tuyệt đối sẽ không khiến tôi thất vọng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đơn hàng này tôi đặt. Thứ này để lại cho tôi đi. Được được. Giao đồ ăn. Xin lỗi chúng tôi không đặt đồ. Mọi người gọi đồ ăn sao? Anh nhầm rồi, chúng tôi không đặt đồ. Đây là món mà thánh ngon nhất ở Phúc Châu. Sao lại là anh? Muốn anh đánh sao? Người ta vừa mới xa đã bên lòng. Có hoành thánh cho em vẫn tâm đánh. Em đánh đó, đáng ghét. Ra ngoài không nói một tiếng. Tiểu Xuân, sao cậu đứng ra rồi? Không sao đó chứ, không phải bảo ngày mai sao? Chúng tôi đang chuẩn bị đi đón cậu. Đứng ra trước, không sao chứ? Giống là con người đổ quan giá quả, có thể sao được, tra rõ thì trả người. Mau nói xem có phải chịu khổ gì trong đó không? Coi thường anh đó. Trong đó chỉ có mấy chuyện đó, anh không muốn nhắc tới. Mọi người thì sao, giờ đây ổn không? Ổn cái gì? Sau khi cậu xảy ra chuyện, chúng tôi không biểu diễn được nữa. Giờ chỉ đành dựa vào bán đồ để sống. Tôi nghe nói rồi, vậy chương trình đó còn diễn không? Làm chứ, sau khi anh về chúng ta phải biểu diễn chứ. Làm. Phải làm tiếp. Được, tôi đi gọi người tới. Không được thứ ai. Đợi tôi. Buổi tối nhớ về nhà đó. Buổi tối nhớ về nhà. Con sởn da gà như vậy mà cũng nói ra được. Chúc phúc cô. Đáng ghét. Chị Mỹ Lợi, em cũng muốn về nhà. Lại linh tinh rồi. Em còn bé lắm. Em đã lớn rồi. Lớn gì mà lớn. Em đã lớn rồi. Đi đi. Lợi nhuận của cửa hàng tuần này bình quân ổn định cả ở mức 20-30 ngàn tệ, tăng hơn một nửa vào cuối tuần. Trong đó sức tiêu thụ của phường Hạng Xuân Thu chiếm 60%. Cũng đã bằng bạn hợp tác được với 17 đơn vị. Trò chơi xếp gỗ phường Hạng 21 cũng đã bắt đầu đặt làm rồi. Miễn là hàng quá có thể theo kịp thì có thể phân phối ngay lập tức. Ừ không tôi. Đây đã là khối lượng hoạt động lớn nhất của nhà máy chúng ta rồi. Để không ảnh hưởng tới chất lượng, Lục Tuyết vẫn luôn yêu cầu tuyệt đối không được vượt quá lượng sản xuất. Cô ấy đã liên hệ các xưởng khác, vài chỗ đã đang sản xuất thử nghiệm rồi. Tôi tin nếu thuận lợi thì rất nhanh có thể chính thức phân phối. Ngoài ra một số đơn vị chúng ta nhắm tới nghiên cứu một chút, có thể phát triển một số khách hàng theo nhóm mua. Đừng vội phát triển, vẫn còn vấn đề. Vấn đề gì? Tôi nói mấy người,
không lo tới tiền, không biết củi gạo mắm muối đắt. Cho dù bán xong với xưởng rồi, chúng ta bắt đầu cũng cần phải có vốn chứ. Những đồ như khắc gỗ, phí vật liệu đã chiếm một lượng lớn. Hơn nữa, không có cái xưởng nào sẽ chịu phí vật liệu trước hết. Mọi người muốn vật liệu tốt nhất thì cần phải có mấy chục ngàn tệ. Tuy là chúng ta bây giờ doanh thu hàng ngày nhìn có vẻ khá tốt, nhưng mà sau khi trừ chi phí thì chỉ còn lại 20 ngàn tệ. Tới cuối tháng này còn phải hoàn trả khoản vay trước. Tiền vốn chắc chắn là eo hẹp. Tháng này trả nợ thế nào? Tháng này chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà sau khi trả khoản vay xong, tiền chắc chắn là không còn đủ. Nếu muốn bắt đầu công việc với đủ số lượng, còn cần bao nhiêu tiền nữa? Tôi đã tính món này rồi. Nếu tháng sau dựa theo doanh thu của chúng ta hiện tại thì phải khoảng 30 ngàn tệ. Nhưng mà nếu anh muốn mở rộng sản xuất thì phải đầu tư thêm. Vậy thì làm theo kế hoạch hiện tại. Tiền để tôi nghĩ cách. À phải rồi, hôm qua tôi nhìn thấy một người lạ trong tiệm rất có hứng thú với đồ chơi xếp hình phường hàng xuân thu của chúng ta. Anh ta đã kéo tôi hỏi cả nửa ngày trời. Hơn nữa hôm nay anh ta cũng tới tham quan bảo tàng. Tôi cảm thấy anh ta sẽ đặt một lô hàng lớn. Nếu như có đơn hàng như vậy thì chúng ta có làm không? Tất nhiên phải làm. Có đơn hàng lớn chúng ta có thể thu trước phí cọc. Có tiền thì cái gì cũng dễ. Đúng, được đó. Khi có đơn hàng lớn này chúng ta có thể trả trước được khoản vay. Có thể trả được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Vậy thì áp lực tiền vốn của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Mã Lương, Tiểu Mỹ, hai người thấy sao? Anh là ông chủ, anh tự quyết đi. Vậy thì như vậy, tôi đi liên hệ với anh ta. Tôi muốn gặp mặt anh ta. Không thành vấn đề. Giới thiệu một chút, Nguyên Dinh, giám đốc Lục. Hân hạnh, hân hạnh. Mã Lương xin chào, hân hạnh, hân hạnh. Mời ngồi, mời ngồi. Nghe nói giám đốc Lục là người Sơn Đông. Đúng vậy, Yên Đài, Sơn Đông. Từng tới chưa? Chưa tới, chỉ biết đó là nơi tốt đẹp. Thực ra tổ tiên của tôi cũng là sinh ra ba phường bảy ngõ chúng ta. À, vậy sao? Anh Đỗ, tôi không khéo nói. Cậu giới thiệu cho mọi người đi. Được. Họ Lục đúng thực là một họ lớn của ba phường bảy ngõ chúng ta. Có thể bắt nguồn từ thời nhà Tống. Hai anh em Lục Dân, Lục Tảo. Hai người này làm quan ở hai nơi khác. Sau đó cả hai áo gấm hồi hương. Sau đó mới có phường Y Cẩm. Giám đốc Lục chắc chắn là hậu thế của hai người này. Không sai, trên tộc phổ đúng là nói như vậy. Lần này tôi tới Phúc Châu là mang theo nhiệm vụ bà tới. Một là muốn tìm hiểu một chút lịch sử, hai là cũng muốn xem có sản phẩm thủ công gì đặc sắc hay không. Kết quả tôi nhìn một cái đã thích phường hàng xuân thu của các cậu. Vậy mục đích khảo sát sản phẩm thủ công của giám đốc Lục là gì? Là gì vậy? Tôi có một ông chú mấy năm nay làm ăn rất lớn. Ông ấy đã bắt đầu xây dựng một dự án khu du lịch suối nước nóng ở quê hương. Lễ khánh thành sẽ được tổ chức vào tháng sau. Chú họ tôi muốn mượn cơ hội này tổ chức buổi họp mặt gia tộc họ Lục. Tới lúc đó, hơn 10.000 thành viên họ Lục trong và ngoài nước đều trở về. Trong những người thân họ hàng này, có hơn một nửa đều là hậu nhân của hai anh em Lục Dân, Lục Tảo. Vì vậy, nguồn gốc văn hóa của ba phường bảy ngõ chắc chắn là một điểm sáng. Hơn nữa, khi tôi nói chuyện với anh Đỗ đây mới biết còn có một sự trùng hợp lớn hơn nữa. Lục Tảo còn có một câu chuyện liên quan tới suối nước nóng. Điều này thật phi thường. Việc này được ghi lại trong sử sách. Lục Tảo đã mở vài nhà tắm ở suối nước nóng gần phường Y Cẩm, đặc biệt phục vụ cho các quan viên kỳ nghỉ về tắm. Các cậu xem, chỉ dựa vào câu chuyện này có đáng giá 100 triệu không? Lúc đó tôi đã báo lại cho chú họ tôi. Ông ấy kích động lập tức chạy tới đây. Có điều giờ mới không cần tới nữa. Bên trên mặt khắc gỗ phường hàng xuân thu của các cậu đã có chân y định đó rồi. Khéo gì sao? Thật hay giả vậy? Tôi đã tra qua tài liệu, đúng là như vậy. Chú họ tôi rất hưng phấn. Ông ấy bảo tôi lập tức đặt hàng. Vậy giám đốc Lục, không biết là ông cần bao nhiêu hàng? 20 ngàn bộ. 20 ngàn. Giá bán lẻ của các cậu là 268 tệ. Tôi thấy mọi người sảng khoái một chút. 200 tệ một bộ có được không? Vậy thì là 4 triệu tệ. 4 triệu tệ đối với chú tôi mà nói thật không tính là gì. Ông ấy là chủ sở hữu của hai chiếc du thuyền. Hơn nữa những thân thích tham gia tụ hội lần này, phí thành viên của mỗi người thế nào cũng 1 ngàn đô. Không chọn được một món quà tử tế.
chúng tôi sẽ cảm thấy mất mặt lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy không biết giám đốc Lục, ông cần khi nào thì giao hàng? Cuộc họp gia tộc sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tôi muốn trong một tháng phải giao hàng. Một tháng? Việc này số lượng quá lớn, sợ là không kịp thời gian làm. Đúng vậy, giám đốc Lục. Hay là ông cho thêm một chút thời gian nữa đi. Nếu không thì thời gian gấp quá. Không thì như vậy, tôi lùi một bước. 15,000 bộ. Không ít hơn được. 15,000 bộ. Hôm nay bồng mấy? Hôm nay là ngày 20. Còn 40 ngày nữa. Trước ngày 20 tháng sau, tôi nhất định phải lấy được hàng. Nhưng mà vẫn có hơi gấp. Các cậu suy nghĩ xem. Tôi thực sự thích đồ của các cậu. Có thể làm thì ngày mai bắt đầu luôn. Tiền cọc tôi đã mang tới rồi. 500,000 tệ. Có thể gửi cho các cậu được luôn. Nhưng mà 4 triệu tiền hàng. Nói vậy, chi phí nhập liệu phải hơn 1 triệu rồi. Có làm không? Các cậu không thể nào một lần mà giao được cả 15,000 bộ. Tôi thấy nếu không như vậy, chia hàng ra gửi đi. Hàng tới thì chúng tôi lập tức trả tiền. Cậu cảm thấy thế nào? Có được không? Việc này phải để Lục Tuyết quyết định. Được, như vậy đi giám đốc Lục. Cho chúng tôi về bàn bạc một chút, sẽ trả lời lại cho ông sau. Ông xem có được không? Được, sớm mai tôi sẽ đi. Tôi đợi điện thoại của cậu. Được, phục vụ. Không cần đâu, để tôi, ông làm việc đi. À được, như vậy nha. Mong được hợp tác với các cậu. Chúng tôi cũng vậy, tạm biệt. Được, được, tạm biệt. Số lượng có hơi lớn. Không sao, tôi đi thuyết phục Lục Tuyết. Không được, không làm được. Không phải liên hệ thêm mấy xưởng nữa rồi sao? Cùng nhau làm thì thế nào? Cho dù thiết bị miễn cưỡng dùng, thứ đòi mạng nhất chính là nhân lực. Đều cần những người phải có kinh nghiệm. So với việc hủy hoại thương hiệu nếu làm hỏng, thì thà là không làm. Tiếc thì tiếc, nhưng mà tốt nhất không nên mạo hiểm. Dựa vào tình hình hiện tại, sản lượng lớn nhất là bao nhiêu? Trong 40 ngày thì 10,000 cái. Được rồi, em đi làm cơm đây. Anh đi nghỉ ngơi đi. Giám đốc Bạch, thời gian đã lâu như vậy rồi, chắc là đơn này không nhận được đâu. Hay là chúng ta nhường một bước? Sốt ruột rồi sao? Yên tâm đi. Loại chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Chỉ cần cậu ta gọi điện thì tức là cậu ta có cách. Đến lúc đó phải xem cậu nói thế nào. Rồi mới tính tiếp. Xin chào giám đốc Nguyên, chuẩn bị thế nào rồi? Tôi muốn thương lượng với ông. Chúng ta ký hợp đồng 10,000 cái trước. Tôi sẽ nghĩ cách mở rộng sản xuất, tranh thủ thời gian hoàn thành 15,000 bộ. Ông thấy thế nào? Giám đốc Nguyên cũng là người làm ăn, đứng trên lập trường của tôi mà nghĩ xem là sẽ có biết được hay không. Chuyện này nói thật thì lựa chọn của chúng tôi không chỉ có phương hạng xuân khu. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo chất lượng và số lượng hàng tới đúng hạn. Cậu chỉ cho tôi có 10,000 bộ, nhưng tôi có tận hơn 10,000 khách. Tới lúc đó không thể đảm bảo mỗi người một bộ. Tôi sẽ rất ngượng ngùng. Không phải là cậu đang gây khó khăn cho tôi sao? Nếu đổi lại là cậu, cậu có đồng ý không? Nếu là như vậy thì xin lỗi. Hy vọng chúng ta có cơ hội lại hợp tác. Được, tạm biệt. Giám đốc Nguyên, người này sao mà vội vàng vậy? Tôi đã nói với ông rồi, nhường một bước đi. Tôi đang nhường đây, ai mà biết cậu ta vội vàng như vậy?
Trước đó tôi bảo ông dừng rồi, sao lại không chịu nghe? Ngươi sao lại Số cuộc là ông hiểu anh ta hay là tôi hiểu anh ta hơn? Tôi hiểu anh ta hơn. Bà chỉ làm ăn thì phải thương lượng chứ. Tôi là xuất mại theo lẽ thường thôi. Ông thấy cái lẽ gì chứ? Được rồi, cãi nhau gì chứ? Chẳng có gì to tát hết. Nghĩ cách khác đi. Ông xem ông đó. Gọi điện cho giám đốc Lục đi. Nhưng lúc ông ấy chưa ngủ. Cái gì? Ký hợp đồng đi. Em nghĩ rồi. Đặt một ít máy ở sân sau. Sau đó yêu cầu mọi người bỏ việc đang làm xuống. Tất cả tham gia sản xuất. Chất lượng chắc sẽ không có vấn đề. Máy móc thì cũng không cần phải mua mới. Em biết một cửa hàng thiết bị cũ. Cái đó thuê máy của họ về dùng. Nhưng mà em biết anh với công ty của anh đều vô cùng cần đơn hàng này. Đi đi, mau chóng kiếm lại tiền mua lại ngôi nhà cũ. Sau đó chúng ta đi du lịch. May cũng chỉ mất 40 ngày, chịu khó một chút sẽ qua thôi. Nhưng mà 15 ngàn bộ chỉ mỗi phí vật liệu thôi. Dựa vào quan hệ cũ của em có thể bớt được một chút. Đợi đợt hàng đầu tiên nhận được đủ tiền thì có thể giải quyết được phí vật liệu thôi. Nhưng mà công việc hiện tại của em thì sao? Không phải em đã nói rồi sao? Bây giờ tất cả mọi người dừng công việc của mình lại để phục vụ cho anh. Tất nhiên là bao gồm cả em. Thôi quá rồi. Yêu em quá đi. Anh phải yêu em đây mới được. Phía trước là 10 thùng, phía sau là 20 thùng, tổng cộng 30 thùng. Làm phiền anh ký tên. Được được, bắt tài ở đây. Được, được, cảm ơn. Tiểu Lý, Tiểu Tôn, mang ra đây hỗ trợ. Mang thùng hàng này, ra xe tải ở bên ngoài. Được, nào nào, chậm thôi. Từ từ thôi, nào. Nào, từ từ. Từ từ thôi, để một chút, yên tâm đi. Giám đốc Bạch, hàng đã lên đường. Anh đang xem bói cho em sao? Anh đang nghĩ bàn tay có thể khắc ra được bản khắc đẹp như vậy. Vậy phải là một đôi bàn tay đẹp tới nhường nào? Kết quả thì sao? Thất vọng lắm phải không? Anh cho rằng tất cả những thứ đẹp nhất trên thế giới này cộng lại cũng không bằng nó. Nói chẳng thực tế gì, anh đang làm thơ hả? Đáng tiếc tay của anh rất ngốc, chẳng giúp được gì cho em. Vậy nên em vất vả thực sự. Cảm ơn em. Anh kính em. Vất vả nhất không phải là cơ thể mà là nhọc lòng. Nhưng mà giờ tâm trạng của em rất tốt, không mệt chút nào. Điện thoại của anh kìa, nghe đi. Không nghe nữa. Lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy. Bao nghe đi. Lỡ có việc gì thì sao? Nhóc con, lúc bấu chốt thì lại làm phiền. Alo, có việc gì? Cái gì? Được rồi, tôi tới ngay. Làm sao vậy? Không có gì. Chúng tôi là lãng phí sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Xe hàng chúng ta bốc cháy trên quốc lộ. Đó là tự bốc cháy do nhiệt độ cao. Cái gì? Mất cả xe hàng rồi. Không sao. Không sao, đừng lo. Ngồi xuống đã. Đừng lo. Công ty vận tải nói là đền 10.000 tỷ. Nhưng mà đó là số hàng 1 triệu tỷ. Tôi biết anh được rồi. Nhưng chúng ta không mua bảo hiểm chuyên nghiệp. Dựa theo tiêu chuẩn, đó đã là số tiền bồi thường cao nhất rồi. Vậy chúng ta đừng lo việc bồi thường nữa được không?
Mọi người nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo. Đúng, vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện tại chính là 3 triệu tiền hàng kia. Chúng ta suốt cuộc có làm hay không? Nếu không làm, chúng ta không trả lại nổi 500 ngàn tệ tiền cọc. Thì chúng ta dùng để mua nguyên liệu hết rồi. Lấy cái gì trả cho người ta? Ngày kia lại phải trả khoản nợ. Lấy gì mà trả đây? Giám đốc Nguyên, lúc này anh nói gì đi chứ? Có vấn đề. Nhất định là có vấn đề. Vấn đề gì? Mọi người nghĩ mà xem, biểu diễn đang tốt đẹp, vì sao lại có văn vật? Vì sao xe hàng lại tự cháy? Vì sao tất cả rơi lên đầu của chúng ta? Cậu đang nghi ngờ anh ta? Ai? Bạch Cương sao? Trừ anh ta ra thì ai làm được? Đừng nhắc anh ta vội, nghi ngờ chúng ta không có tác dụng gì. Việc gấp bây giờ là 3 triệu hàng kia có nhận hay không? Mà nợ thế này trả làm sao?